chiến luôn. Em làm đề này chưa? Bắt đầu làm này. Câu số 1, kim loại có khối lượng riêng nhỏ nhất. Kim loại mà có khối lượng riêng nhỏ nhất ấy là thằng nào? Liti. Đáp đúng đáp án gì? Liti là anh kim loại có khối lượng riêng nhỏ nhất. Hai cái bút chết. Cái bút này còn. Trong ion sau, ion có tính hỗ xoắn mạnh nhất nhá. Khi nào bạn cần mua áo giáp sắt, rất nhiều bạn chọn bạc. Nhưng đáp án đúng đáp án vàng. Vàng còn đứng sau ông bạc cơ mà. Đúng chưa? Vậy vàng là phải hỗ xoắn mạnh nhất. Câu số 3. 0,78 gam kim loại kiềm. Câu số 3 đợi thế ạ. Câu số 3 mình có này. 0,78 gam kim loại kiềm. Có nhiều bạn bảo với thầy là bạn ấy xe lại xong rồi là bạn ấy sẽ xem sau. Thế nhưng mà các em cần lưu ý một chút rằng là đấy thì sau mỗi buổi live thì thầy sẽ bảo anh Hưng trợ lý của thầy sẽ up lại cái link lên trên YouTube, sau đó lại xem vào trong cái nhóm lớp này của lớp mình nha, dành cho bạn có thể theo xem đi xem lại. Chú ý rằng là giải đề á thì các em nhớ rằng là mỗi một đề này chúng ta phải giải đi giải lại ít nhất 2 lần cho thầy. Thứ ba là chuẩn bị tinh thần là sắp tới thầy sẽ tăng chúng ta thêm một buổi live vào từ 10 giờ đến 11 giờ sáng chủ nhật nhá. Thấy chưa? Thầy sẽ tăng chúng ta thêm một buổi live vào sáng chủ nhật. Nào mình có tiếp này, câu số 3 này. Cho 0,78 gam kim loại kiềm M. Tác dụng hết với nước, chú ý là kim loại kiềm M thì kim loại này hóa trị 1. Thì thu được MOH cộng 1/2 hydro. Tìm được số mol hydro bằng 0,01. Thì ngay tức mình suy được số mol kim loại kiềm M luôn. 0,01 nhân 1 chia 1/2 thì bằng 0,02. Vậy anh em tức mình tìm được M bằng 0,78 mà chia cho 0,02 thì bằng 39 đúng không? 39 thì mình biết ngay là kali. Hello Minh Anh. Sao đúng đáp án C. Câu số 4 nha. Cho mẫu nước cứng chứa các ion. Thế thì nghỉ học đi, sao giờ học trên trường gì nữa à? Cho mẫu nước cứng chứa các ion hóa chất dùng làm mềm nước cứng thì mình thấy này. Nước cứng này nó có canxi 2 cộng, magie 2 cộng và HCO3 trừ đen nước cứng. Tạm thời đun nóng cũng được nhưng đây không có đun nóng. Vậy thì mình sử dụng là gì? Nguyên lý để làm mềm nước cứng đó là phải làm sao kết tụa được canxi 2 cộng và magie 2 cộng. Thằng này không kết tụa được này. Thằng này không kết tụa được bởi vì magie MgS4 không kết tụa, thằng này cũng không. Vậy chỉ có thằng Na2CO3. Thì thằng Na2CO3 này thì nó làm kết tụa canxi 2 cộng và kết tụa Mg2 cộng. Các em hiểu bài không? Đáp án đúng đáp án B nhá. Câu số 5. Đấy, phần đợt này luyện đề của thầy nó luyện rất khá là kinh. Khóa luyện đề của thầy giảm giá rồi. Chúng ta tiếp tục sang câu số 5. Oxit nhôm không có tính chất hoặc ứng dụng nào sau đây? Oxit nhôm không có tính chất hoặc ứng dụng nào sau đây? Thì em lưu ý này, oxit nhôm chúng ta là Al2H3 đúng không? Thì nó không thể dễ tan trong nước được. Al2H3 đâu có tan trong nước, mà là không có là A. Được chưa? Nhiệt độ nóng chảy cao đúng, dùng điều chế nhôm đúng, nó oxit lượng tính đúng. Sang tiếp nha, câu số 6. Thí nghiệm nào sau đây không có sự hòa tan chất rắn? CrOH 3 lần và HCl thì do CrOH 3 lần chúng ta là một thằng hydroxit lưỡng tính nên vào HCl thì nó tạo thành là CrCl3 cộng H2O nhá. Nhớ cái phương trình này nhá. Chrome và H4 loãng nóng thì chrome tan với H4 loãng nóng để tạo thành CrSO4 cộng với H2. CrO3 vào nước thì nó tạo thành H2CR2O7 hoặc H2CrO4. Được. Chrome vào H24 đặc nguội thì chúng ta lưu ý nhôm sắt chrome bị thụ động. Vậy không có sự hòa tan chất rắn ở đây là đáp án C. Rất tốt. Đấy, nhiều đứa comment đúng đấy. Tốt. Câu số 7 này. Kim loại sắt phản ứng dung dịch X loãng dư mà lại tạo muối sắt 2. Nếu sắt tác dụng với axit loại 1 loãng dư thì phải tạo thành sắt thành muối sắt 2. Nhưng đây là tạo thành muối sắt 3. Vậy điều này chứng tỏ rằng là thằng X thì có tính hỗ xoắn mà nó loãng dư thì không thể H24 loãng dư được. Với H24 loãng dư nó vẫn là loại axit loại 1. Vậy chỉ có thể là HNO3. Với HNO3 thì là axit loại 2. Đúng chưa? Thì Fe tác dụng HNO3 loãng dư thì chắc chắn là muối sắt 3. Đó đúng đáp án A. Tiếp tục nha. Thằng câu tiếp theo, câu số 8. Ôi hôm nay có cái loạt kỷ lục học nhỉ? Được 20 bạn học. Nhóm gần 100 bạn nhưng mà chỉ được có 20 bạn học thôi. Câu số 8. Các em nhớ về lớp rủ các bạn cùng đăng ký khóa live stream này của thầy nhá. Chuẩn bị thầy tăng thêm buổi thứ tư cho các em. Câu số 8. Phát biểu nào sau đây là sai? Hàm lượng carbon trong thép cao hơn trong gang.
Carbon trong thép cao trong gang là sai, đúng không? Carbon trong thép là gì? 0,01 cho đến 2%. Còn carbon trong gang là từ 2% cho đến 5% cơ mà. Thì carbon trong gang phải cao hơn trong thép. Vậy sai là A. Sắt kim loại màu trắng hơi xám dẫn nhiệt tốt, đúng. Quặng pyrit sắt thành phần chính là FeS2, đúng. Sắt 3 hydroxit là chất rắn màu nâu đỏ không tan trong nước, đúng. Câu số 9. Kim loại nào sau đây phản ứng được với Fe4 và HNO3 đặc nguội? HNO3 đặc nguội thì là nhôm sắt chrome bị thụ động vứt đi. Vậy là nhôm vứt này, chrome vứt này. Đấy chưa? Thế tác dụng với loại sắt 2, đồng thì không bao giờ đẩy được sắt 2 đâu. Đồng không bao giờ đẩy được sai nên loại nó đáp án C. Vậy đáp án đúng là đáp án A. MG. Câu số 10. Cho dãy các chất, số chất trong dãy tác dụng với dịch H2O4 loãng. Thế tác dụng H2O4 loãng là axit loại 1 thì bạc không bao giờ tác dụng, vậy bạc đứng sau hiđro, đứng trước hiđro cơ. E3O4 có, đúng chưa? Mà nó lại tạo thành hỗn hợp muối cơ. Được. N2CO3 có để tạo thành Na2S4 cộng với H2O cộng CO2. FeOH 3 lần có, đúng không? Đây là axit bazơ. Vậy 1, 2, 3 đáp án đúng đáp án C. Thì viết trình cho các em nhìn nhá. Fe3O4 này cộng với H2O4 loãng thì đã thu được là FeSO4 này cộng với Fe2SO4 3 lần này cộng H2O. Một cháu nha. Na2CO3 mà cộng với H2O4 thì tạo thành Na2SO4 cộng H2O cộng CO2. FeOH 3 lần cộng H2SO4 thì tạo thành Fe2SO4 3 lần cộng H2O. Ok chưa? 10C chính xác Minh Anh. Sang câu tiếp theo, câu số 11 này. Câu số 11 nhá. Phương trình hóa học nào sau đây là sai? MaZe cộng HCl tạo thành MgCl2 cộng 2, đúng. AlOH 3 lần cộng HCl tạo thành AlCl3 cộng nước, đúng. Fe2O3 cộng HNO3 để tạo thành FeNO3 3 lần cộng nước, đúng. Tiếp Cr cộng HCl không thể bao giờ tạo thành CrCl3 được ạ. Mà nó chỉ có thể tạo thành gì? CrCl2 thôi. Nên là sai. Sai là gì? Được chưa? Câu số 12 này. Câu số 12 các em để ý này. Một cái skin rất kinh điển của thầy này. Là bất kỳ một bài nào xác định kim loại M thì em chỉ cần đi tìm cho thầy là lấy cái khối lượng kim loại này chia cho số mol E mà kim loại đó trao đổi. Ở bài này này, khối lượng kim loại bằng 5,58 này, 5,85 này, chia cho số mol E mà nó trao đổi. 7,28 này chia 2,4. Không biết thầy có mang. Đây rồi. Đợi tí thầy lấy máy tính. 7,28 này chia 2,4. 7,28 chia 2,4 bằng 0,325. Mà số mol hiđro thì bằng 0,325 nhân 2 thì bằng 0,65. Vậy mình tìm được luôn. 5,85 mà chia cho 0,65 bằng 9. 9 thì là không phải là nguyên tử khối của kim loại nào, 9 x 1 bằng 9. Thì vứt. 9 x 2 thì bằng 18. Vứt tiếp, nhưng 9 x 3 thì bằng 27. 27 thì nó là gì? Nhôm. Nên đáp án đúng của mình là đáp án B, nhôm. Được chưa? Câu số 13. Thử hoàn toàn một lượng Fe3O4 bằng hiđro dư. Fe3O4 cộng hiđro dư thì chắc chắn tạo thành Fe cộng H2O. Thu được mg nước, hòa tan hết chất rắn X. Chất rắn là sắt. Sắt cộng với HCl dư thì thu được hiđro. Số mol hiđro bằng 1,008 nhân chia 2,4. 0,045. Số mol hiđro bằng 0,045. Vậy suy ra số mol sắt cũng bằng 0,045, bởi vì một sắt cộng với lại 2 HCl ra một hiđro. Thế ra được số mol của chỗ nào khó hiểu các em phải hỏi thầy ngay nhá. Chỗ nào khó hiểu các bạn đang theo dõi video live stream phải hỏi thầy ngay. Thầy sẽ giảng cho chúng ta đến lúc mà chúng ta dễ hiểu thì thôi. Được chưa? Để mà thầy còn biết đường, để mà thầy còn chữa bài cho các em, để mà đợt tới các em điểm thi phải cao hết mức có thể. Mục tiêu của lớp của thầy là chất điểm phải cực kỳ cao. Nhớ nhá, cài thật kinh khủng vào trong này. Được chưa? Nào chúng ta tiếp tục nè. Chúng ta tiếp tục nè.
Tiếp tục nha. Thầy theo dõi các bình luận của các em đấy, nên là các em nhớ bình luận nha. Số mol sắt này 0,045, thầy bảo toàn sắt này, 0,045 nhân 1 chia cho 3 thì bằng 0,015. Bảo toàn oxy 0,015 nhân 4 thì bằng 0,06. Vậy thì tìm được khối lượng luôn. 0,06 nhân 18 bằng 1,08. Vậy đáp án đúng chúng ta là 1,13 0,13 đáp án gì? Giá trị của M. M đây M găm nước mà các em. M găm nước mà. 1,008 chia 2,4 bằng 0,045. Hydro số mol sắt là 0,045 chia 3 nhân 4. 0,06 nhân 18. 1,08 đáp án đúng đáp án D. Nhiều đứa sai chưa? Sao bọn em lại chọn được đáp án C nhỉ? D mà đúng là chính xác trà xanh. C là sai chứ. Hydro dư mà. Sao thằng Minh Anh nó vẫn cứ cái là C nhỉ? Nguyễn Đi Hiền cũng vậy. Khử bằng hydro dư. Chưa đăng nick mà găm nước. Đúng không? Thế ở đây mình có này. Hòa tan hết x. X chất rắn x ở này của thầy chúng ta là gì? X ở đây chúng ta chỉ có là thằng gì? Sắt thôi. Được chưa? Giữa H2O là chết rồi. X ở đây chúng ta chỉ là, đây thầy giảng lại cho bạn hiểu nhá. Khử hoàn toàn M3O4 bằng hydro dư này. Được chưa? Thì đây có phải là 0,015 thu được chất rắn x và m gam nước không? Đây rắn x chất rắn sắt hòa tan hết sắt trong HCl dư thừa hydro, số mol hydro bằng số mol sắt 0,045 này. Bảo toàn sắt 0,045 nhân với 1 này chia cho 3 bằng 0,015 này. Bảo toàn oxy 0,015 nhân 4 này thì bằng 0,06 này. 0,06 nhân 18 này. Được chưa? 1,08. Được chưa? Nhiều đứa bị nhầm đấy. Chế, thấy không? Thầy không ngờ các em bị nhầm câu này. NH2 bằng NH2O này chết, cao quang hảo. 0,14 nha. Hiệu ứng nhà kính là hiện tượng trái đất ấm dần lên do các bức xạ, bức sóng dài. Cái câu này là câu nó liên quan đến cái vấn đề là hóa học và môi trường đấy. Vùng ngoại bị khí quyển giữ lại mà không bức xạ ra ngoài vũ trụ. Khí nào dưới đây là nguyên nhân chính gây ra hiệu ứng nhà kính? Nó là khí CO2 đúng không? Etin acetat thì công thức hóa học là gì? Etin là đuôi, nó phải là đuôi CA5 vớt hai thằng đuôi CA5. Acetat đầu nó phải đầu CH3 lấy B. Đáp án đúng đáp án B. Câu 16. Phát biểu nào sau đây là đúng? Dung dịch sacrose phản ứng với siêu hoa lần tạo thành dịch màu xanh lam. Chính xác. Sacrose bị thủy phân trong môi trường kiềm đun nóng. Sai. Acid cơ. Glucose bị thủy phân trong môi trường acid. Không bị thủy phân. Glucose monosaccharide làm sao bị thủy phân được? Tinh bột của phản ứng trắng bạc vớ vẩn. Mày đáp án đúng mình đáp án à. Câu 17. Thủy phân STX trong môi trường acid thu được anhít. Để thu được anhít thì nhóm OH phải đính vào carbon. Đầu tiên C4H6O2 loại đáp án A này. Đây là C3H6O2. Được chưa? Các em ơi, gây mưa acid nhiều nhất là thằng CO2 và thằng, nhưng mà chú ý là đây là hiệu ứng nhà kính. Hiệu ứng nhà kính là của thằng CO2 nhá. Cả CO2 và cả S2 thì đều gây mưa acid, nhưng ở đây là gây hiệu ứng nhà kính thì là CO2. Được chưa? Chữ S2 không gây hiệu ứng nhà kính nhá. Tiếp tục này. Loại là CH3CO, CH3 này. Được chưa? Thu được anhít nhá. Thế anh này làm gì thu được anhít? Anh này thu được CH3OH loại tiếp. Thế chỉ còn hai anh này đúng không? Anhít thì có phải là OH phải đính vào carbon chứa nối đôi không? Thế anh này khi thủy phân ra thu được CH3COONa và CH3CHO đúng không? Vậy đáp án đúng chúng ta đáp án B. Ui. Đang dạy hay pin báo yếu. Các em comment đáp án câu 18 nhé, để thầy đi kiếm cái đồ để thầy cắm sạc pin. Pin tự nhiên hôm nay nó lại kêu yếu. Đang dạy cho bọn học sinh cưng. Đợi thầy xíu. Thầy cắm sạc pin. Các em comment đáp án câu 18 đi nha. À. Cắm
sạc pin cho chúng nó còn học nào. Hơi rung tí nha. Thấy cắm sạc pin. Rồi. Thoái con gà mái. Xong. Hơi vướng tay một tí, nhưng không sao. Câu 18. 18 nha. Số amin công thức phân tử C3H9N. C3H9N này. Nhìn kỹ này. Ui, rung quá nhỉ. Rung quá nhỉ. Không còn cách nào nữa, dây này ngắn quá. Đợi thêm một tí. Cho đỡ rung. Rồi. Nó là cái nào? C3H9N nhá. Các em nhìn kỹ này. C3 này, tổng bằng 3. Đây là bậc 1 thì là 3. Bậc 2 thì là 1 cộng 2. Bậc 3 thì là 1 cộng 1 cộng 1. 3, 4, 5, 2, 4, 8, 3 có 2. 3, 4, 5, 2, 4, 8, 0, 1, 2 chỉ có 1. 1, 1 x 1 bằng 1. 3, 4, 5, 2, 4, 8. Bọn này chỉ có 1. 1 x 1 x 1 bằng 1. Vậy thì có này. 2 cộng 1 cộng 1 thì bằng 4. Tổng cộng có 4. Được chưa? Đứa nào không tin nhá, thầy viết ra cho nhìn này. Bậc 1 này, mạch chính C3 này, hoặc một nhóm này đến đây, hoặc một nhóm này đến đây đúng không? Hai đồng phân này. Bậc 2 này, CH3NH C2H5 đúng không? Bậc 3 này, CH3N CH3 CH3. Được chưa? Tổng cộng có 2, 3, 4, 4 đồng phân nhá. Amino acid có phân tử khối nhỏ nhất, glycin 75 này, alanin bằng 89 này, valin bằng 117 này, lysin bằng 146 này. Vậy nhỏ nhất là đáp án à. Câu 20 nhá. 20 này. Cho 0,15 mol acid glutamic. Glutamic. Số mol bằng 0,15. Vào 175ml dung dịch HCl. Ta tìm được luôn số mol HCl bằng 2 x 0,175 thì bằng 0,35. Cái lưu ý này, axit glutamic của mình có hai nhóm COH. Một nhóm NH2 thôi. Số mol NaOH tham gia phản ứng. Thêm có NaOH thì NH+ tỷ lệ 1:1 gọi là 0,35. NaOH ăn nhóm COH cũng tỷ lệ 1:1, nhưng mà ở đây có bao nhiêu nhóm COH? 0,15 x 2. Vậy nó bằng 0,65. Đây là một kỹ thuật rất kinh khủng của thầy. Kỹ thuật rất kinh khủng. Được chưa? Cảm ơn Minh Anh. Đấy, kỹ thuật này giải cực kỳ nhanh nhá, các em cần lưu ý. Rất dễ. Câu 21, tơ nào sau đây là tơ nhân tạo? Mình có này. Mình có này. Tơ tằm là tơ thiên nhiên đúng không? Vứt. Bọn ni lông, tất cả bọn ni lông đều là bọn tơ tổng hợp. Nitron cũng tơ tổng hợp. Mà tơ nhân tạo chỉ có là nào? Nhớ là thầy chỉ có visco, acetate là tơ nhân tạo hay tơ bán tổng hợp thôi. Đáp án đúng đáp án D. Câu tiếp theo, câu số 22. Câu tiếp theo, câu số 22. Hình vẽ nào sau đây mô tả thí nghiệm điều chế chất hữu cơ Y? Hình vẽ nào sau đây mô tả chất điều chế chất hữu cơ? Em nhìn nhá. Chất hữu cơ Y thu bằng phương pháp này. Chất hữu cơ Y là chất lỏng. Đúng không? Đấy. Em lưu ý này. Đun nóng dung dịch X. Vậy ở đây phải đun nóng dung dịch. Tất cả bọn này cũng đều đun nóng dung dịch. Chất hữu cơ Y này thu được này. Mình nhìn nhá. C6H12O6 cộng COO thì đun nóng nó không thể bốc hơi được. Sản phẩm nó phải bốc hơi. Anh này không bốc hơi vứt. Anh này bốc hơi được. Anh này muối không bốc hơi. Anh này muối không bốc hơi. Vậy chỉ có anh này bốc hơi này. Este bốc hơi này. Vậy đáp án đúng chúng ta đáp án B. Được chưa? Và tiếp tục nhá. Sang câu 23. 23. Đốt cháy hoàn toàn mg hỗn hợp gồm glucose và saccharose. Mg hỗn hợp gồm glucose, vậy glucose thì là gì nhỉ? C6
C6 H12 O6. Saccharose là C12 H22 O11. Đốt cháy mình thu được CO2 0,3 H2O 5,04 chia cho 18 bằng 5,04 chia 18 bằng 0,28. 0,28. Vậy đặt số mol này là A, số mol này là B này. Thấy có này. Phương trình đầu tiên là bảo toàn carbon này. 6A cộng 12B thì bằng 0,3. Phương trình thứ hai mình đi bảo toàn hydro nhá. 12A cộng 22B thì bằng 0,28 nhân 2. 1, 2 này. 6 bằng 12 bằng 0,3 bằng 12 bằng 22 bằng 0,28 nhân 2 bằng 0,01 và 0,02. A bằng 0,01, B bằng 0,02. Mình tìm được khối lượng luôn. 0,01 nhân 180 cộng 0,02 nhân 342 bằng 8,64 g. Người ta đáp án đúng, mình đáp án C nhé. Đấy, câu này rất dễ không? Mình có tiếp tục sang câu tiếp theo, câu số 24. Câu tiếp theo câu số 24, phát biểu nào sau đây là sai? Glycine alanin là các alpha-aminoxit, đúng. Glycine acetat của hoa hồng, đúng. Glucose hợp chất tạp chất, đúng, vì nó vừa có chức anhydride vừa có chức OH. Nylon 6 và nitron đều là protein, sai. Protein nó phải là các hợp chất hữu cơ được tạo bởi từ các polypeptide. Polypeptide phải đi từ các alpha amino acid. Nylon 6 và 6 không phải alpha amino acid bởi vì nó được tạo bởi từ hexamethylendiamine và acid adipic. Nitron thì đi được từ vinyl acetylene, đều không phải là các alpha amino acid nên không phải. Sai là gì? Được chưa? Mình sang câu 25 nhá. Sang câu 25 nhá. Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp X gồm CuS4 và KCl. Đây có hỗn hợp này. X của thầy gồm CuSO4 và KCl này. Tu duy y điện phân có màng ngăn đến khi nước bắt đầu điện phân cả hai điện cực thì dùng điện phân. Nước điện phân hai điện cực thì dừng. Số mol khí thoát ra anốt bằng 4 lần số mol khí thoát ra to cathod. Anốt bằng 4 lần số mol khí thoát ra ở cathod. Phần trăm khối lượng của CuS4. À, tại vì mấy câu dễ nên thầy nói nhanh hả nhá. Giờ thầy lại nói chậm này, mấy câu khó khó này nói chậm. Phần trăm khối lượng của CuS4 trong X. À đấy, bây giờ thầy có này. Giờ thầy đi lại này. À, các em chú ý kỹ nhá, câu điện phân này rất dễ thôi, không có gì khó cả. Đây trục điện phân này. Điểm ở giữa này để ngăn cách ra này. Bên này là cathod, bên này là anốt này. Hướng là hướng thứ tự điện phân này. Thứ tự điện phân, đầu này là điện phân trước này, chạy vào đây đây này. Đầu này điện phân trước này, chạy vào đến đây này. Vậy anh cathod ở nơi K chia ông đến thì có đồng 2 cộng và K cộng. K cộng không bị điện phân vứt. Vậy là đồng 2 cộng. Nó điện phân thì nó tạo thành đồng. Được chưa? Được chưa? K cộng không điện phân. Điện phân nước ở cả hai điện cực thì dừng, nên dẫn đến có sự điện phân của nước để tạo thành H2. Chưa biết dừng hay không nhá. Chưa biết dừng hay không nhá. Tiếp tục này. Bên anốt thì có clo trừ, SO42 trừ. SO42 trừ không bị điện phân, vậy là chỉ có Cl trừ điện phân thôi. Cl trừ điện phân trước để tạo thành Cl2. 2. Được chưa? Cl trừ bị điện phân trước để tạo thành Cl2. Nước bắt đầu điện phân ở cả hai điện cực thì dừng. Lưu ý nhé. Nước bắt đầu điện cực phân mà số mol khí thoát ra từ anốt bằng 4 lần cathod, điều này chứng tỏ là cathod phải xuất hiện ra khí. Mà mình có là khí ở cathod thì chỉ có thể là hydro. Điều này chứng tỏ là hydro phải sinh ra. Thì anốt gấp 4 lần được. Được chưa? Và dẫn đến là nước điện phân ở anốt thì dừng, có nghĩa là coi như không có sự điện phân của nước ở cathod. Không có sự điện phân nước của anốt. Bởi vì là nước điện phân hai điện cực dừng, nước điện phân ở cathod trước rồi. Thì nước chỉ còn điện phân ở anốt là dừng thôi. Vậy không oxy sinh ra. Được chưa? Thế mà thì bài nó là số mol khí thoát ra ở anốt bằng 4 lần ở cathod. Thế khí thoát ra ở anốt là clo.
Vậy là summon claw thì bằng 4 lần summon hero. Vậy đặt summon hero là 1 thì summon claw là 4. Được chưa? Vậy thì đặt summon khí thoát là đồng, summon của đồng là Amon. Vậy thì có biểu thức này. Bảo toàn Electron. Electron trao đổi của bên thằng Katos phải bằng của thằng Anode đúng không? Thế Katos trao đổi này, đồng 2 cộng về đồng này, vậy là 2A. H cộng 1 về H2, vậy là 1 x 2 thì bằng, cộng 2 thì bằng CL trừ về CL0. Một thằng CL2 nhận 2E đúng không? Đây này. CL2 trừ đi 2E để tạo thành CL2 không. 4 nhân với 2. Đây thằng 14 thì thằng này là 2. Nhân 4 bằng 8. Suy ra A bằng 3. Rồi đi bảo toàn nhá. Đồng đây là 3 này, và đây là 3 này. CL trừ đi 4 nhân 2 thì bằng 8. Vậy CL trừ đi bằng 8. Vậy đồng là 3 thì KCL là bằng 8. Đây bài hỏi chúng ta là phần trăm khối lượng của COS4. Vậy thì nhân thôi. 3 nhân mỏng đơn 64 cộng với 96 chia cho mỏng đơn 3 nhân với lại 64 cộng 96 đóng mỏng đơn cộng với 8 nhân mỏng đơn 39 cộng 35,5 bằng 54,29%. 54,29%. Ơ, lỗi à? Không có đáp án. Phần trăm khối lượng của COS4 trong X. Đúng rồi. Có thể lỗi đâu nhỉ? Ừ, NA 4 lần NK, vậy thằng này là 1 thì thằng này là 4. Đúng rồi. 1 x 2 2A đúng rồi. Thằng này là 4, 4 x 2 là 8. 2E mà, 4 x 2 là 8. 8 trừ đi 2 bằng 6, 6 chia cho 2 bằng 3, vậy thằng này bằng 3. 4 x 2 là 8. Thế chắc thành tính nhầm thôi. 64 cộng 96 bằng nhân 3 bằng chia cho mỏng mỏng đơn N cộng với 8 nhân mỏng đơn N cộng với 8 nhân mỏng mỏng đơn 39 cộng 35,5 bằng, ở đây 44,6. 44,6, vừa nãy sẽ bấm nhầm. Đáp án đúng đáp án B. Bỏ. À ok, thank you. Thầy thì bấm lại được rồi. Mình có tiếp tục sang câu tiếp theo nhá. Câu số 36. Câu số 36. 26. Nhỏ từ từ 62,5ml hỗn hợp gồm Na2CO3 và KHCO3 vào. Phép thầy có này. Số mol của CO3 2 trừ thì bằng 0,08 nhân với 0,625 bằng 0,0 5 nhân 10 trừ 3. KHCO3 là HCO3 trừ 0,12 nhân với 7,5 nhân với 3. Và 125ml dung dịch HCl H cộng 0,1 nhân với 0,125 bằng 0,0125. Phản ứng thu được khí CO2. Thế các em lưu ý cho thầy này. Do đây là nhỏ từ từ hỗn hợp này vào này, nên dẫn đến một điều này. Một thằng CO3 2 trừ sẽ đớp luôn hai thằng H cộng để tạo thành CO2 cộng nước. Và đồng thời với nó là HCO3 trừ cũng đớp luôn H cộng để tạo thành CO2 cộng nước. Vậy thì đặt số mol CO3 2 trừ phản ứng là X mol thì H cộng là 2X, CO2 sinh ra là X. HCO3 trừ phản ứng Y mol thì H cộng phản ứng là Y thì CO2 sinh ra là Y mol. Vậy thì có này, hệ phương trình này 2X cộng Y thì bằng số mol H cộng để bài cho 0,0125. Tiếp tục thì có x chia y thì đúng bằng tỷ lệ số mol ban đầu là 5 nhân 10 trừ 3 chia cho 7,5 nhân 10 trừ 3. Đến đây thì đáp án 2 bằng 1 bằng 0,0125 bằng x là 7,5 nhân 10 mũ trừ 3 bằng y là trừ đi 5 nhân 10 mũ trừ 3 bằng 0 bằng. Ôi lẻ thế. Chắc thầy bấm nhầm. 2 này, y này, 0,0125 này là số mol H cộng, đúng rồi. Tiếp tục này, x chia y, thế thằng này bằng
cùng chia cho 2 phần 5 bằng 2 phần 3 đi. Cho dễ ấn. 3 bằng trừ 2 bằng 0 bằng. Ơ lẻ thật. Xem phân số nha. X bằng 1 phần 28. Đây, x bằng 1 phần 28. 280. Y bằng 3 phần 560. Bây giờ tìm được tổng số mol của CO2 bằng. Đây tổng số mol CO2. 1 phần 280 cộng với 3 chia 560 nhân 2,4 0,2. Vậy là 200 ml. Nào đúng đáp án gì? Thế bài này cũng dễ nhỉ. Các em có hiểu bài không? Đứa nào hiểu bài chấm cái thì coi nào. Đứa nào hiểu bài chấm cái thì coi. Mình đến câu số 26 này. Nhờ. Mình đến câu số 26 này. 26 rồi. Khuya thì mới khủng. Đến 27 rồi. 27 này. Nung 7,84 gam sắt trong không khí. Mình tìm được số mol Fe luôn. 7,84 chia 56 nhỉ. Không phải 14 không? Nung trong không khí. Thu đủ hỗn hợp chất rắn. Fe này. FeO này. Fe2O3 này. F3O4 này. 10,24. Tác dụng hết phát NO3. Dư. Sắt có thể lên hết sắt dương 3. Khí NO. Vậy thì đặt này. A, B, C, D. Nhớ chữ kinh điển rồi không? 1, 2, 3, 4 ẩn. 2 dữ kiện. Vậy hoàn toàn là gạch 2 ẩn. Vậy thì có này. Đầu tiên bảo tăng sắt. A cộng B. 0,14. Thứ hai bảo toàn khối lượng. 56A. 72B. Thì bằng 10,24. Đến đây tìm AB. 1 bằng 1 bằng 0,14 bằng 56 bằng 72 bằng 10,24 bằng. Có chết thì ấn nhầm đâu nhỉ. Bằng 2. 1 bằng 1 bằng 0,14 bằng 56 bằng 72 bằng 10,24 bằng. A bằng âm 0,01, B bằng 0,15. Vậy đây thì có này. Bảo toàn electron. Thế mà giá trị V mà. Sắt 0 của thầy lên sắt dương 3. Âm 0,01 nhân với lại 3 cộng với sắt này sắt dương 2 lên sắt dương 3 là 1E. 0,15 nhân 1 3 lần số mol NO. Vậy tìm số mol NO. 0,15 0,15 trừ đi 0,03 chia 3 0,04 nhân 2,4 bằng 0,896 lít. Đáp án đúng đáp án gì? Đấy, cách giải kinh điển không? Cách giải của thầy là cách giải cực kỳ kinh điển đúng không? Dã man hơn cả con ngàn. Mình có tiếp tục nhá, sang câu tiếp theo câu số 28 này. Hòa tan F3O4 bằng dịch H2O4 loãng dư. Hòa tan Fe3O4 vào dung dịch H2O4 loãng dư. Thì mình có nhá. Fe3O4 cộng H2SO4 loãng dư thì phải thầy thu được hỗn hợp muối là FeSO4 và Fe2SO4 3 lần không? Và có cả H2SO4 dư không? Được chưa? Thì đây là dung dịch X này. Số chất tác dụng X này. Đây thì có sắt dương 2 này, sắt dương 3 này, H cộng này. Vậy hỗn hợp dung dịch X thì gồm này. Sắt dương 2, sắt dương 3, H cộng, SO4 2 trừ. Nhìn kỹ nha. KMNO4 tính của xóa, ăn sắt 2 cộng, 1 thằng. Clo tính của xóa, ăn sắt 2 cộng, 2 thằng. OH trừ, ăn H cộng, 3 thằng. CO32 trừ, ăn H cộng, 4 thằng.
Siêu vết 40, không ăn được thằng sát 2 cộng, không ăn sát 3 cộng, không ăn sát cộng, không ăn hết 4 này trừ loại. CU ăn sắt 3 cộng để tạo thành sắt 2. CU ăn sắt 3 cộng để tạo thành sắt 2 cộng, cộng đồng 2 cộng có. KNO3 này có NO3 trừ. Có H cộng coi như HNO3. Ăn sắt 2 cộng có. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 thằng. Đáp án đúng đáp án C. Được chưa? Phần câu tiếp theo của số 29. Cho các phát biểu sau, số phát biểu đúng là. Cho các phát biểu sau, số phát biểu đúng là. Các oxit của kim loại kiềm thổ phản ứng với CO tạo thành kim loại. Các oxit của kim loại kiềm thổ không bao giờ ăn được CO. Vứt. Các kim loại canxi, sắt, nhôm, natri chỉ được điều chế bằng phát điện phân nóng chảy. Sai. Thằng sắt chúng ta còn là thành nhiệt luyện. Kim loại magie, kali, sắt đều khử được 3 cộng trong dịch thành bạc. Sai. Kali tác dụng với nước không bao giờ khử được 3 cộng. Được chưa? Phù hợp với cam và nấu 4 này có tính oxy hóa và clo đều có tính oxy hóa thì đều ăn được sắt 2 cộng nha. Cho magie dung dịch FeCl3 dư không thuộc được sắt. Đúng, bởi vì magie mà cộng với lại sắt 3 cộng dư thì chỉ tạo thành magie 2 cộng cộng sắt 2 cộng. Bởi do ma ép sắt 3 cộng dư mà. Thấy chưa? Nên là chỉ một thằng dê là đúng thôi. A, B, C sai. À, một thằng. Đấy, không hiểu gì thì phải hỏi thầy ngay nhá. Không hiểu chỗ nào là phải hỏi ngay. Thấy chưa? Đây này cũng dễ thôi. Nha. Đây này cũng dễ mà. Tí thầy chữa nha, thầy đang chữa. Và tiếp tục. Trang câu tiếp theo của số 30 này. Câu tiếp theo của số 30 cho sơ đồ chuyển hóa sau. Thế thì các em chú ý này. Em chú ý này. Crom này là crom dương 6 này. Crom dương 6 này có tính oxy hóa mạnh nhá. Được chưa? Sắt là sắt dương 2. XYZ để hợp chất crom với X là hợp chất crom này. Về crom dương 6 thì nó chỉ có thể xuống crom dương 3 trong điều kiện bền nhất. Về chỗ nào crom dương 3 thì lấy X, nhưng đây hỏi YZ cơ. Thế crom dương 3 tác dụng NaOH, chú ý thầy cũng từ dư. Thì lưu ý cho thầy là thằng CR đầu tiên nó tác dụng với NaOH thì crom dương 3 cộng với NaOH hay là cộng với OH trừ đấy thì đầu tiên tạo thành CROH 3 lần. Nhưng do OH trừ dư nên nó ăn tiếp với CROH 3 lần để tạo thành CROH 4 lần trừ. Được chưa? Vậy Y này là CROH 4 lần trừ hay là CRO2 trừ. Vậy đây nó sẽ là NaCRO2 loại CROH 3 lần do tan trong NaOH dư loại. Không làm gì có chuyện thằng này. Vậy đáp án đúng chúng ta đáp án C. Hiểu chưa? Mình sang câu tiếp theo của số 31 nha. Chất hữu cơ X mạch hở công thức phân tử C4H6O4 không tham gia phản ứng trắng bạc. C4H6O4 mà không trắng bạc, lưu ý là không có trắng bạc. X phản ứng với cao hắt dư thu được ancol Y và M ga một muối, chú ý. Thu được Y là ancol và chỉ được một muối. Mà đây là O4 mà thu được ancol và muối thì nghĩ ngay đến ST. Mà ST này có phải là ST2 chứ? Từ từ đã. Đốt cháy hoàn toàn ancol Y, thu được CO2 và nước. Số mol CO2 bằng 0,2, số mol nước bằng 0,3. Mình thấy nở nước lớn là CO2, chứ tỏ chắc chắn ancol thì ancol no đơn. Ancol no thôi. Cộng 2O thôi. Chưa biết OX, chưa biết có đơn hay không. Vậy mình có là 0,3 trừ 0,2 nở cháy bằng 0,1. Suy ra số người từ carbon là 0,2 trừ 0,1 bằng C2H6OX. Để này nha. C6OX có 2 trường hợp là C2H6O và C2H6O2. Nếu nó là C2H6O2 thì đồng này là HCOO CH2 HCOO CH2 thì nó thành là C4H6O2. Nhưng đúng không? Đúng chưa? Vậy chỉ muốn thằng này thỏa mãn đúng không? Nếu mà là một mình thằng này này, nếu một mình là CH6O này thì là COO CH6 rồi. Đúng chưa?
Vậy đầu này chỉ có thể là COOH thì cũng đủ hai muối. Đây là CH5. Nhưng chú ý này, hợp chất hữu cơ không tham gia phản ứng tráng bạc. Thằng này tráng bạc mất rồi, thằng này tráng bạc mất rồi. Vậy loại này nhá, thằng này không tráng bạc đúng không? Vậy chứng tỏ STN ra là COO CH5 và COOH. Số mol tính là số mol ancol 0,1. Vào K hóa dư thì thu được muối là COOK 2 lần 0,1. Vậy mình tìm được mol luôn. 0,1 nhân vào mol đơn 44 cộng 39 trong mol đơn nhân 2 bằng 16,6. 16,6. Đáp án đúng, đáp án D. Ok, thì nói lại câu 21, câu 31 cho cả nhà cùng nhìn nhá. C4H6O4 cộng KOH bằng thu được ancol muối, chứng tỏ nó là este này. Ancol đốt cháy trong oxy, thu được CO2 và nước này. Mình thấy N nước lớn hơn NCO2 này. Vậy chắc chắn là ancol no đơn này, CNH2, ancol no thôi, CNH2N cộng 2 này, OX này. Thế thì N cháy 0,3 trừ 0,2 bằng 0,1 này. Vậy đến đây thì có carbon là 0,2 trừ chia cho 0,1 bằng 2 này, vậy là C2H6OX này. Riêng đằng C2H6OX thì ta có hai trường hợp, hoặc là C2H6O hoặc là C2H6O2. Nếu là C2H6O thì este tương ứng là COO CH5 và COH, thì như vậy thì nó thỏa mãn là C4H6O4. Được chưa? Thế còn lại tiếp tục này, nếu là C2H6O2 thì nó là HCOCH2, thì thằng này nó bị là phản ứng trắng bạc, mà đề bài nó là không tham gia phản ứng trắng bạc những loại thằng này. Vậy chỉ có một anh này. Anh này cho tác dụng với KOH thì thu được muối là COK 2 lần. Xong. Phối hợp ơi, 30B sai bởi vì CROH 3 lần tan trong NaOH dư nhá. Phối hợp nhìn này, đây là NaOH dư, CROH 3 lần là hydroxit đồng tính bị tan trong NaOH dư nên không tồn tại CROH 3 lần nhá. 30D cũng sai bởi vì là thằng Chrome 3 cộng tác dụng với NaOH dư thì nó phải tạo thành NaCRO2. Đáp án C nhá, Phạm Mai Anh. Ok chưa? Mình sang câu tiếp nhá, câu 32. Cứ thắc mắc gì thì hỏi thầy ngay, thầy giải đáp cặn kẽ cho. Câu 32, cho sơ đồ chuyển xóa sau này. Thế đây các em biết axit glutamic là gì, thầy đếm xem nhá. Glutamic 1, 2, 3, 4, 5 carbon, nhưng một carbon đây, OOH, H2 đứng đây, HOOC, được chưa? Thế này cộng với CH3OH trong môi trường HCl, thì em lưu ý này, đây phải ứng este hóa. Vậy thì nó tạo thành là CH3OOC gạch C gạch C gạch C gạch C NH2OOH. Tại sao lại còn dư thằng này? Bởi vì thằng này để dành để phản ứng với thằng CH5OH. Được chưa? Thế nên vẫn còn dư một thằng nhóm COH đây để dành phản ứng với CH5OH nhá. Thế thì anh này có công thức như nào? Chúng ta lưu ý này, NH2 không bao giờ tồn tại đứng một mình trong HCl mà nó tạo thành NH3Cl. Vậy đây là chất Y đúng không? Chất Y thì có bao nhiêu carbon? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Đúng giờ có 6 carbon. C6, C6, C7 vứt, C7 vứt. Trong thằng Y thì phải có clo. Thằng này không có clo, thằng này có clo. Lấy luôn, đáp án đúng, đáp án này. Để chưa? Mình sang câu tiếp theo, câu 33 nhá. Tiến hành thí nghiệm với các chất X, Y, Z, T. Kết quả thì được ghi ở bảng sau. Kết quả thì được ghi bảng sau. X này, nhìn kỹ này. X này, tác dụng với COH 2 lần, môi trường trường có màu tím, phải phản ứng bí ở đây. Triulin không, vinin acetat không. Cái thằng này nó chỉ có thể là của bọn protein thôi, làm cho chứng được. Nhìn thằng cuối này, T tác dụng với iốt loãng có màu xanh tím. Hồ tinh bột thì màu xanh tím, chứ vinin acetat thì không. Loại nốt, đau nốt đau bản này. Giải cực nhanh về câu lý thuyết. Em cứ nhìn câu đầu với câu cuối rồi. Được chưa? Câu 3 chính xác. Câu 34 nhá. Để bài hỏi này, cho phát biểu sau này. Polyethylene để chế phản ứng trùng ngưng. Polyethylene là CH2 nối đôi CH2. Nhiệt độ, áp suất, xúc tác. Thằng này nó phải là trùng hợp. Trùng hợp nên A sai. Được chưa? B này. Ở điều kiện thường anilin là chất rắn, sai, nó phải là chất lỏng.
Tinh bột thuộc loại polysaccharide, cái này đúng này. Thủy phân hoàn toàn albumin, lòng trứng thuộc alpha amino acid, đúng này. Bởi vì nó là protein đơn giản này. Ở điều kiện tích hợp từ triglycerin tham gia phản ứng cộng hero, đúng. Bởi vì nó có PCC. Số liệu đúng là C, E, F, A. Ok chưa? 35. Nhìn kỹ 35 nhá. Ba chất hữu cơ X, Y, Z có cùng thức phân tử C4H8O2. Kệ nó. X có mạch này carbon phân nhánh này. Thằng này không phân nhánh vứt, còn BC. Y được điều chế trực tiếp từ axit và ancol có cùng số nguyên tử carbon này. Nhìn này. Axit có 3 carbon, ancol 1 carbon, loại nốt. Vậy đáp án đúng đáp án C. Dễ không? Đấy. Nốt của 36 là được 9 điểm rồi các em ơi. Cố gắng cùng làm 9 điểm với này nhá. 36. Hỗn hợp M gồm một ethanol đơn chức mạch hợp. Câu 36 này. Ethanol đơn chức mạch hợp là CnH2NO2 đúng không? Và hai amino đơn chức mạch hợp X. Hai amino đơn chức mạch hợp X là CkH2K cộng 3N đúng không? X nhỏ Y, cái nó. X nhỏ Y. Đốt cháy hoàn toàn một lượng M thu được nitơ. 5,04 gram nước. Tìm được số mol nước luôn. 5,04 chia 18 bằng 0,28 mol. CO2 bằng 3,584 chia 2,4 bằng 0,16 mol. Các em lưu ý nha, các em nhìn này. Anh ấy nghe té cháy luôn cho N nước bằng NCO2. Mà đây là nước lớn NCO2, chứng tỏ là độ chênh lệch là do của amin. Đúng chưa? Vậy mình có này. Số mol của amin thì có phải bằng số mol của nước trừ số mol CO2 chia 1,5 không nhỉ? Vậy nó bằng này. 0,28 trừ đi 0,16 bằng chia cho 1,5 bằng 0,08. Đấy chưa? Thế đây là số mol của amin. Thì có phải thầy tìm được là số mol của hỗn hợp M phải lớn hơn số mol của amin, là lớn hơn 0,08 không? Mặt khác thì có số nguyên tử carbon trung bình thì bằng số mol CO2 chia số mol hỗn hợp, mà số mol hỗn hợp lớn hơn 0,08, suy ra là nhỏ hơn 0,16 chia 0,08. Carbon trung bình mà nhỏ hơn bằng 2. Nhỏ hơn 2. Mà chỗ này este thì N phải lớn hơn bằng 2 rồi. Được chưa? Trimethylamine có mùi khai mà. Nhá, nhìn này. Thằng này N bắt buộc lớn bằng 2 rồi. Mà số nguyên tử carbon trung bình phải bằng 2. Vậy chắc chắn phải có một thằng nhỏ hơn 2 là 1. Nhỏ hơn 2 là 1 thì không thể este. Vậy chỉ có thể là amin. Một trong hai amin. Vậy suy ra thằng amin nhỏ nhất nó phải là CH3N2. Hay là thằng X nhỏ nhất rồi. X nhỏ nhất này. Vậy mình có đáp án này. Khối lượng phân tử của X CH3N2 khối lượng phân tử bằng 31. Đáp án đúng đáp án B. Ok chưa? Đáp án đúng đáp án B nha. Dễ không? Mình sang câu tiếp theo này. Câu 37 này. Cả lớp cũng để ý này. M gam hỗn hợp X gồm FeCO3 và FeNO3 hai lần trong bình chân không thu được Fe2O3 cộng với 0,45 mol hỗn hợp gồm NO2 CO2. Thấy chưa? Vậy thầy đặt đi. Thầy đặt số mol NO2 là amon, thì số mol đặt số mol của FeCO3 là amon, FeNO3 hai lần là bmon. Thầy có bảo toàn carbon này, 2 nhân 1 chú hết ra đây là amon CO2, và toàn nitơ là 2B. Hai B nhá. Vậy thì đã có hệ phương trình đầu tiên là A cộng với 2B thì bằng 0,45. Phương trình thứ hai là phương trình bảo toàn electron. Sắt của thầy là sắt dương 2 lên sắt dương 3 này. Sắt dương 2 lên sắt dương 3 này. Vậy này trao đổi 1E vậy là A cộng B.
bằng này, nitơ dương 5 về nitơ dương 4, vậy là 1E đúng không? Vậy là 2V. Đến này thì AB luôn. 1, 2 này. 1 bằng 2 bằng 0,45 bằng 1 bằng trừ 1 bằng 0 bằng A bằng 0,15, B bằng 0,15. Anh này bằng 0,15, anh này cũng bằng 0,15. Cho hỗn hợp này tác dụng với H2O4 lãng dư. Như bạn hỏi tại sao tác dụng với H2O4 lãng dư mà nó lại có phản ứng oxy hóa khử, em nhìn kỹ này. Bởi vì trong này có NO3 trừ, có H cộng nên là oxy hóa khử. Sắt của thầy chắc chắn lên sắt dương 3. Được chưa? Hỗn hợp khí của thầy gồm CO2 và NO. Thế đi bảo toàn carbon tiếp, 0,15 thì thằng này 0,15 này. NO thì bảo toàn E. Sắt lên sắt dương 3 này, 0,15. Sắt dương 2 lên sắt dương 3 này, 0,15 nữa này. Chia cho NO nhận nitơ dương 5 về nitơ dương 2, 3 E thì nó bằng 0,1. Vậy giá trị của V chính bằng tổng số mol của CO2 và NO bằng 0,15 cộng 0,1 bằng 0,25 nhân 2,4, 5,6 lít. Đâu đúng đáp án gì? Thế đây dễ mà các em, đúng không? Thầy giải vù vù vèo vèo. Các em hiểu không nhỉ? Không hiểu thì comment cái thầy hướng dẫn lại cho nhá. Ơ thế là mình lấy xong câu này là mình lấy được 9,25 rồi. Mình lấy xong câu này mình được 9,25 rồi. Dễ ọt nhỉ? Nhớ phải làm đi điểm lại nhá. Nhớ phải làm đi điểm lại thì mới ok được. Mình có câu tiếp theo này. Câu số 38. Chắc thầy giải đến câu 39 thôi nhá. Câu 44 thì câu 40 thầy gợi ý. Thầy gợi ý trước cho những bạn câu 40 này. Xong rồi thầy sẽ đăng cái file PDF này, chứ câu này giải cũng hơi dài. Các em nhìn nhá. Câu này của thầy này, có A là XX mà thằng X là amino acid có công thức này. Vậy thầy đặt chung bọn này, quy đổi bài toán này. Quy đổi về là Gly này và CH2 không? Có phải Gly mà là những thằng khác thì thằng này chỉ cần cộng lên CH2 xong đúng không? Đấy nhá. Tiếp tục này. Acid carboxylic no đơn chức mạch thở hỗn hợp cộng với AH thì đây thì được là Gly và CH2 nhá. Thì là được cái cụm mà hỗn hợp E này. Rồi còn thiếu là acid carboxylic no đơn chức thì phải đặt tiếp nhóm của acid carboxylic no đấy có CH2 rồi. Đúng rồi, thì nó chỉ là COOH nữa. Là xong. Được chưa? Được chưa? COOH nữa là xong. Đấy. Thì câu 4 này mình quy đổi như vậy là mình giải được xong bài này nhá. Sao nhỉ? Có mấy bạn đang hỏi cái gì? Mấy bạn đang hỏi cái gì cơ? Hai bốn loãng. Đây. Câu số này, đúng không? Thế có phải đây là cho vào H4 loãng dư không? Thì có NO3 trừ là tính oxy hóa không? H cộng, thầy có đáp án đấy, thầy gõ rồi. Nhưng có điều là thầy không nhớ đáp án đâu. Tí nữa thầy đăng đáp án cao hoàng hảo nhé. Đây là NO3 trừ tính oxy hóa này, H cộng. Vậy là có H cộng có NO3 trừ là coi như H NO3 nhé. Sắt dương 2 phải lên sắt dương 3 này. Thằng này là CO3 để tạo thành CO2 này. NO3 trừ thì biến thành NO này. Vậy thì bảo toàn carbon này. Carbon trong này 0,15 thì đây 0,15 chưa? Vậy ra NO thì bảo toàn electron nhé. Sắt của thầy sắt dương 2 lên sắt dương 3 này. 0,15 nhân 1 này. 0,15 sắt dương 2 lên sắt dương 3 này. 0,15 nhân 1 nữa này. Nitơ dương 5. Về nitơ dương 2, vậy 3E phải chia cho 3 bằng 0,1, thế là xong. Nhá, các em hiểu bài không? Xong nhá. Mình sang câu tiếp này. Câu số 38. 38 cũng dễ cơ. Để ý xem để chữa câu 38 nhá. Sẵn sàng không? 38 là 9,5 này. Hỗn hợp E của 2 este đơn chức là đồng phân cấu tạo nhau đều chứa vòng benzen. Este đơn chức là CXHIO2 tác dụng với oxy. Chúng ta tìm được số mol oxy 8,064 chia 2,4 bằng 0,36 tạo thành CO2 14,08
chia 44 0,32 ngước 2,88 chia 18 0,16. Các em ơi, nhìn kỹ này. Đến đây này, mình đi bảo toàn oxy nhé. 0,16 nhân 1 cộng 0,32 nhân 2 này, trừ đi này 0,36 nhân 2 này, được bao nhiêu chia 2 đúng không? Thì bằng 0,04. Vậy nghe từ đến này thì tìm được này, số người tử bon 0,32 chia 0,04 C8 0,16 nhân 2 bằng 0,32 chia 0,04 H8 O2 C8 H8 O2. Được chưa? Hai ethe đơn trực cho tác dụng với NaOH tối đa là 2,4/40. Số mol này bằng 0,04 này, số mol NaOH bằng 0,06 này. Vấn đề là tối đa có nghĩa phản ứng hết. Các em nhìn kỹ nhé. Đây cái tên đơn chức tác dụng với NaOH thì phải là tỷ lệ 1:1. Thế mà đây là 0,04 và 0,06. Điều này chứng tỏ mình có này, OH trừ này, OH trừ này mà chia cho số mol ethe bằng 0,06 chia 0,04 bằng 1,5, lớn hơn 1, nhỏ hơn 2. Một tương ứng với lại este của ancol, hai tương ứng với lại este của phenol, mà 1,5 này nằm ở giữa. Một thằng là 50%, một thằng 50%, có nghĩa là mỗi thằng này chiếm một phần. Mà tổng số mol bằng 0,04, suy ra este của phenol là 0,02, este của ancol bằng 0,02. Được chưa? Đấy nha. Thế giờ thì viết lại, chúng ta nhìn este của phenol này, este của ancol này, thu được T cho hai muối này. Đấy, thế vậy là một muối là este của phenol, một cái là của este của ancol thôi. Thế vậy C8H8O2 thì mình có gồm các thằng sau này mà thu được dung dịch T cho hai muối. Nhìn kỹ này, C8H8 thể có các đồng phân này, HCOO này, C6H4 này, CH3 này, HCOO này, CH2 này, C6H5 này, CH3COO này, C6H5 này, C6H5 này, COO này, CH3 này. Đúng chưa? Thế thì thầy có là thằng này là este của phenol này, thằng này este của phenol này, với este phenol là một trong hai này, hoặc là HCOO C6H4 CH3, hoặc là CH3COO C6H5. Este của ancol thì hoặc là HCOO CH2 C6H5, hoặc là C6H5 COO CH3. Nhưng các em lưu ý nhá, đề bài mình bảo này, thu được hai muối, chắc chắn có este của phenol, và este phenol thì chắc chắn thu được hai muối rồi. Vậy điều này chứng tỏ este của ancol phải thu được muối trùng với muối của este của phenol. Thằng này thì không có trùng. Bên đây là C6H5C, thằng này không có. Vậy chỉ có gì? HCO thì trùng. Vậy suy ra là hai này. Được chưa? Vậy suy ra chốt lại của chúng ta là gồm HCO C6H4CH3 và hai này. Đấy. Số mol của bọn này thì bằng, mỗi thằng bằng 0,02 cộng với NaOH là 0,06 tạo thành. Thì bài hỏi chúng ta là khối lượng muối của axit carboxylic trong T. Vậy tạo thành muối axit carboxylic là HCOO Na 0,02 nhân 1 cộng 0,02 nhân 1 bằng 0,02 cộng 0,02 bằng 0,04. Thì có là 0,04 nhân 68 bằng 2,72 gam. Vậy đáp án đúng mình là đáp án B bỏ. Và 8B Phạm Mai Anh nhá. Thấy không? Em hiểu bài không? Câu này thực ra giải cũng nhanh mà. Mình sang câu cuối cùng của ngày hôm nay nhá, câu 39 nhá.
nhìn kỹ này, bài 9 này. Nung hỗn hợp X gồm magie này, CuNO32 lần này, magie này, CuNO32 lần này, số mol là 0,25 này, một thời gian như vậy căng đấy, magie dư này, CuNO32 lần dư này, Cu nhiệt phân này thì tạo thành NO2 này, CuO này sinh ra oxy, vậy magie tác dụng với lại oxy tạo thành MgO này. Đây là chất rắn. Khí NO2 oxy 0,45 cho y, đây là pi này. Tác dụng vừa đủ với dung dịch chứa 1,3 mol gì? HCl. 1,3 mol. Thế nhận định này, có H cộng cộng oxy trong oxit này, có H cộng NO3 trừ này, thế là có là phản ứng tạo nước này, phản ứng xóa khử này. Thu được chỉ m gam hỗn hợp muối clorua Mg2 cộng Cu2 cộng Cl trừ, không biết có NH4 không, chưa biết có NH4, có magie thì thấy nghi có NH4, có magie mà NH4 cộng, cứ pha vào đây đi đã. Được chưa? Và 0,05 mol hỗn hợp khí gồm nitơ và hydro. Tỷ khối cho hydro là 11,4. Và anh này bằng 28 này. 2 này, 11,4 x 2 bằng 22,8 này. Trừ thằng này bằng 20,8. 28 trừ đi. Ôi. Từ từ. 28 trừ đi 2,8 bằng 5,2. Hai này chia nhau thì bằng 4 chia 1. Tổng số mol 0,05 chia 4 phần chia 1 phần, thằng này bằng 0,01. Thằng này bằng 0,04. Được chưa? Nhưng mà chắc chắn là có nước, đúng không? Đấy. Thế thì do sinh ra hydro nên là không còn NO3 trừ đâu. Vậy đây mình có này, số mol HCl phản ứng là bằng 1,3, đúng không? Đấy, mình có công thức này. Còn mình luôn có số mol H cộng phản ứng luôn bằng này, N2 là 12 lần N2 cộng với 2 lần NH2 cộng với con NH4 này thì cộng 10 lần N của NH4. Thế ở đây NH cộng phản ứng bằng 1,3 biết rồi. 12 lần N2 là bằng 12 nhân với lại 0,04. 2 lần N2 là 2 nhân với lại 0,01 cộng với lại 10 lần NH4. Vậy phải đến đây thì tìm được số mol NH4 cộng ha. 1,3 trừ đi 12 nhân 0,04 trừ đi 2 nhân 0,01 bằng chia 10. Số mol NH4 bằng 0,08. Đúng nhỉ? Thầy bấm lại nhé. 1,3 trừ đi 12 nhân 0,04 bằng trừ đi 2 nhân 0,01 bằng chia cho 10. 0,08, đúng rồi. Vậy nên thầy bảo toàn nguyên tử nguyên tố hydro thì tìm được số mol nước, đúng không? Thầy bảo toàn nguyên tử nguyên tố hydro thì tìm được số mol nước 1,3 này trừ đi này, hydro trong NH4 này là có 4 này, 0,08 nhân 4 này trừ đi này, hydro trong hydro này trừ đi 0,01 nhân 2 này bằng này chia cho 2, 0,48. Được chưa? Được chưa? 0,48. Sorry các em, hình như thầy đang làm nhầm. Thầy đang nhầm mất tí. Chỗ này hơi thừa. Vì tìm số mol N4 cộng theo HCl không được, sai. Các em ơi, chỗ này sai nhá. Tại vì chỗ này thì quên mất là H cộng ăn với lại oxy trong oxit thì không giải được kiểu này đâu. Chỗ này sai, chỗ công thức được ứng dụng sai. Các em chú ý nhá, thầy nói lại này. Đến đây thì thầy đi bảo toàn tìm số mol oxy trong oxit thì hợp lý hơn. Số mol oxy trong Y thì bằng này. Chỗ này thầy sai nhá, bảo toàn nguyên tố oxy 0,25 này nhân 3 nhân 2 là 0,25 nhân 6 trừ đi oxy trong này này, 0,45 nhân 2. Trong này có 2 oxy, trong này có 2 oxy mà.
Thì bây giờ đúng này, 0,25 nhân 6 trừ đi 0,45 nhân 2 bằng 0,6. Thế ở đây là oxy trong oxit Y thì có phải là một oxy trong oxit thì nhân 2H cộng không? Để tạo thành một nước không? Vậy oxy trong oxit bằng 0,6 thì nước bằng 0,6 không? Vậy suy ra nước đầu này bằng 0,6 này. Đến đây thì bảo toàn nguyên tử nguyên tố hydro thì tìm được N4 này. Suy được N4 này. 0,6 nhân 2 này. Cộng 0,01 nhân 2 này. Cộng với số mol N4 nhân 4 này thì bằng số mol H cộng này. Hay khác thì lấy số mol H cộng đây là 1,3 này. Trừ đi này. 0,01 nhân 2 này. Trừ đi này. 0,6 nhân 2 này bằng này 0,08. Vậy N4 cộng bằng 0,08 chia 4. 0,02, vừa nãy thì tính nhầm. Đấy. Thì quên mất không có oxy trong oxit mà là chết. Đồng trước phản ứng là 0,25, chú hết vào đây là 0,25. Clo trước phản ứng là 1,3, chú hết vào đây là 1,3. Bây giờ thì bảo toàn điện tích thì tìm được magie cộng. Bảo toàn điện tích nhá. Tổng điện tích âm là 1,3. Trừ đi điện tích là 0, có nghĩa là 0,02 điện tích dương này. Trừ tiếp này. 0,25 nhân 2 này, do tích điện tích dương này. Chia 2 ra số mol của magie, 0,39. Nhân với 24. 9,36 gam. Đề bài hỏi M. Là đề bài hỏi chúng ta là M gam hỗn hợp muối của clorua. Vậy thằng này bằng 9,36. Rồi, rồi nhân lên khối lượng mà muối của clorua nhá. 0,39 nhân 24 cộng với 0,25 nhân 64 cộng 1,3 nhân 35,5 cộng 0,02 nhân 14 cộng 4 là 18 bằng 71,87. 71,87 thì gần vậy. 72. Vậy đáp án đúng là đáp án C. Cô 40 thầy gợi ý rồi. Ok em ơi, tối nay mình tạm nghỉ tại đây nhá. Em thấy thầy chữa các câu này hay không? Câu này hơi lỗi tí nhưng mà cuối cùng cũng xong. Yeah. Bye bye. Chào tạm biệt cả nhà. Nhớ này, tối thứ hai mình thi thử ở trong nhóm. Tối thứ sáu tuần nào nếu mà thầy có bận dạy mấy đứa mấy thì em phải làm tiếp. Trung học phổ thông Thăng Long, đây không nào. Nhớ chưa? Chắc phải tuần sau nữa thầy mới tăng ca chúng ta vào buổi sáng chủ nhật được. Cố gắng chờ đợi thầy nhá. Yên tâm đi, thầy không bao giờ bỏ rơi các em. Bye bye. Chào tạm biệt.